Xúc K2 xin chào bác nhá. Hôm nay bên em tiếp tục test nhanh con bơm năng lượng mặt trời ở hệ 4860V, công suất là 750W cho một bác khách của em. Thì ở đây thì em cũng đã đầu nối sẵn và một cái xô nước này. Đấy, cái xô này em chuyên đi test nước, chuyên đi test máy. Thì đây, hôm nay em quay ở nhà tại vì hôm nay khu vực em cũng trời cũng nắng nên là không ra để test với dàn pin được. Đó, thì test nhanh cho bác khách của em cũng như giới thiệu qua lại thông số máy cho bác có nhu cầu tìm hiểu có thể nắm được sơ bộ. Thì con này là hệ 4860V, chạy trực tiếp được với hai tấm pin năng lượng mặt trời nhá, 450W là chạy rồi. Thì đây là bác khách của em, thì bác có nhu cầu bơm nước từ dưới giếng, bác có một cái giếng đào cao tầm khoảng gần 20m thì bác sẽ dùng con này để bác hút lên để bác tưới cây. Thì bác sẽ thả con này xuống vì giếng đào nhá, bác sẽ treo con này xuống ở gần mặt nước xong rồi bác đẩy lên, tại vì lực hút của con này thì nó có giới hạn thôi, lực đẩy nó sẽ tối ưu hơn đấy. Thế nên là bác sẽ dùng con này để treo xuống giếng. Đó, thì đây em test nhanh cho bác xem này, cũng như là cho các bác nhu cầu tìm hiểu thì xem qua. Đấy, con này hút xả 49 nhá. Con này là con bơm ly tâm đa năng, vừa độ hút này, vừa độ đẩy và lưu lượng khá là cao. Rồi ok, đây thì em có dùng bộ nguồn giả lập. Đây. Đấy, em đang để 72V này. Đấy, con này thì chạy với hai tấm pin khi nối tiếp vào ấy thì nó sẽ rơi tầm khoảng 80V và lúc nó chạy ấy, thì nó sẽ sụt áp dùng tầm khoảng 70V thì là vừa tầm điện áp với con này chạy. Đây, vì mốc tự động em cấp điện là máy sẽ chạy thôi. Đó, nó tít một cái rồi chạy rồi. Đó, bao nhiêu đây là ống 49 nhá, ống 49 là bao nhiêu nước ra căng này. Đó, máy chạy rất êm rồi, cái mẫu này gần như là mẫu cút dân bên em rồi. Đấy, bao nhiêu máy bên em làm cái độ hoàn thiện cực kỳ cao luôn, máy rất là khôn nhá, máy chạy êm, nước khỏe, hiệu suất cực kỳ lớn luôn. Đó, con này là 750W nhưng mà so với đã bơm điện nhá, thì con bơm điện 750W thì không thể ăn lại được con này. Đấy, hiệu suất nó cao hơn, hiệu suất con 750W năng lượng này sẽ cao hơn bơm điện nhá. Rồi, nó rất là khỏe, ống 49 nhá, căng đét luôn. Đây, em tắt máy thì em chia sẻ cho bác. Còn về sản phẩm bên em thì con nào em gửi đi em đều có test này, đều có test thực tế này, đều kiểm tra 100% nhá. Tất cả gửi đi là em đều test, có thể là em quay video hoặc không, nhưng mà chắc chắn 100% là trước khi gửi là em sẽ phải kiểm tra máy. Ok thì em mới gửi cho các bác nhá. Còn tiếp theo thì đây, bác nhìn này. Sản phẩm bên em thì độ hoàn thiện cực kỳ cao luôn. Đấy, ngay như cái tem này. Đấy, bác nhìn cái tem này. Đấy, thương hiệu nhá. Bên em dám để tem thương hiệu này thì em xác định bên em ấy, làm những cái sản phẩm bơm năng lượng này mang tính chất lâu dài, chứ không phải làm những cái sản phẩm nay bán mai thôi. Đó, nên là bác sử dụng sản phẩm bên em thì cực kỳ yên tâm rồi. Đó. Rồi, ok, thì em cũng vừa mới test nhanh cái mẫu bơm năng lượng mặt trời cho bác khách của em, thì cũng giới thiệu qua lại thông số. Thì bác nào nhu cầu tìm hiểu và tham khảo về những cái dòng bơm năng lượng mặt trời này thì liên hệ trực tiếp với hotline sẽ để góc màn hình nhá. Vâng, Shop K2 thì cảm ơn các bác. Chúc các bác làm việc vui vẻ, hiệu quả. Vâng, Shop K2 xin chào các bác.